Hello, xin chào các anh chị đến với ITV Channel. Mình là Huy Thịnh ITV. Và chúng ta lại có mặt nhau ở đây để tìm kiếm những cơ hội ha. À, thời điểm này, phần lớn các anh chị đều khá là hoang mang, đều khá là bơ vơ không biết thị trường nó sẽ còn rơi đến đâu về đâu nữa. Nhưng với nhận định của ITV thì bọn mình nói thị trường đang đến cái ngưỡng mà sắp tạo được cái đáy ngắn hạn. Chú ý, đáy ngắn hạn tức là chu kỳ chỉ trong vòng từ 2 tuần tới 8 tuần, đó là đối với bọn mình đó là ngắn hạn. 2 tuần tới 8 tuần đó là chu kỳ ngắn hạn. Thì với những chu kỳ ngắn hạn này thì nó lại xuất hiện những cơ hội. Và đây bọn mình giới thiệu các anh chị một con khá là cơ hội, đó là con SSI này. Thứ nhất, điều kiện cơ hội trong giai đoạn này là gì? Nó phải là một con đầu ngành. Khi nhắc tới một cái ngành nào đó thì nó sẽ dễ liên tưởng cho người ta đến những cái con mà mọi người đã biết nó vào trong tiềm thức. Thứ hai, thanh khoản tốt. Nhìn đi kèm đầu ngành là thanh khoản tốt phải không? Thứ ba, cái biên độ giảm của nó từ đỉnh là nó phải biên độ khá là cao rồi. Đó. Thứ tư là nó phải có những cái nền, những cái điểm để xác nhận đó là những cái khu vực có xuất hiện lực cầu tốt. Và SI này mình thấy là khá là xác định được những tiêu chí đã đề ra của mình. Kế hoạch anh nói như thế nào? Đầu tiên SI chạm vào vùng nào? Đây là nó đã chạm về cái vùng mà tích lũy của hồi năm ngoái nè. Sau đợt tích lũy này chính là một cơn đại sóng của SI nha, đại sóng của SI đây. Chính xác là về cái nền tích lũy này, cái vùng tích lũy gần 20 giá 25 này. Thứ hai là cái hai phiên thanh khoản rất là tốt với SI và giữ được cái nền trong những phiên sóng gió thì SI đã cho mình thấy là cái lực cầu đã bắt đầu quay trở lại hai phiên nha. Thì cái đánh của SI như thế nào? Chúng ta có thể là vào SI ở quanh vùng giá 27 với tỷ trọng khoảng 20%, lấy chừng quanh vùng giá 27 này, 27 27.3 này là khoảng 20% để lấy chừng. Nếu thực sự SI mà nó giọt luôn á, giọt luôn thì chúng ta có thể là chúng ta giữ để theo dõi tiếp, để theo dõi tiếp. Nó mà vượt luôn những cái kháng cự bên trên nữa, chúng ta có thể là có những cái vùng những cái gia tăng khác. Nhưng nếu mà theo đúng như cái nhịp thì nó có khả năng là nó sẽ lên được tới vùng 28 và có nó có nhịp chỉnh. Lúc đó chúng ta giữ vẫn giữ vào 20% đó và khi nhịp chỉnh chúng ta sẽ canh con SI này có cái nhịp chỉnh test lại đáy ở quanh cái vùng là 26 nha. Tức là đáy ở vùng 26 cho tới 26.5 thì đó sẽ là nhịp thứ hai chúng ta vào tiền. Và lần đó tiền chúng ta sẽ vào từ 30 tới 40%. 40-40%. Khi nó lên được vượt được cái đỉnh ngắn hạn của 10 phiên thì chúng ta sẽ gia tăng lực cuối cùng. Và mục tiêu của SI chúng ta sẽ chia làm hai lần chốt, một lần là quanh vùng 33.5 nha, 33.5. Và lần thứ hai chúng ta sẽ chốt hết khi nó lên tới vùng 35.5. Là một cái điều cực kỳ rõ ràng ngắn hạn. Chúng mình không nói SI là một cái vùng có thể nuôi trung hạn, nuôi bằng 3 năm 5 năm, nhưng ngắn hạn đây là một cơ hội của chúng ta để chúng ta có thể là tìm lại chút gì đó, phải không? Chút lại cảm giác cái thị trường và chút lại niềm tin thị trường. Ok, cơ hội dám nó bắt hay không là tùy thuộc vào các bạn quyết định. Nếu mà các bạn thấy nó vô lý quá các bạn có thể dislike. Nhưng mà nếu các bạn thấy có chút gì đó để mà chúng ta tin tưởng được thì hãy cho mình một like, một share nha. Nếu bạn nào mà ủng hộ kênh ITB thì các bạn bấm nút subscribe của ITB Club Channel và nút chuông ở dõi bên cạnh nữa nha. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau với những cái mã lần tới mà có cái tiềm năng khác. Và nếu mà các anh chị có để lại comment thì mình rất cảm ơn. Ta luôn mà trao đổi hai chiều phải không? Khi nào có comment hay là có những ý kiến thì các anh chị cứ để lại. Rất mong được có những comment vậy để mình nhận được cái ý kiến các anh chị ha. Cảm ơn rất nhiều và chúng ta hẹn lại vào lần sau nhé. Peace.